chào mừng quý anh chị đang xem kênh YouTube Shop Hiếu Nhật Bãi, Shop Hiếu Hàng Nhật Bãi. Video hôm nay thì chia sẻ đến cô chú anh chị 3 chiếc bếp đến từ thương hiệu bếp Paloma, Zinai và Osaka. 3 chiếc bếp cực kỳ xuất sắc với những cái chức năng khác nhau. Đầu tiên là chiếc bếp D1 đến từ bếp Paloma, chiếc bếp cơ bản nhé. Chiếc bếp cơ bản được mệnh danh là dòng nồi đồng cối đá siêu bền. Hai vùng nấu phía trên và một cái lò nướng ở phía dưới. Mặt men phía trên màu đen. Mặt men dễ vệ sinh, dễ lau chùi, không có bị hoen dỉ, không có bị oxy hóa. Dùng công tắc nốt vặn là công tắc bật bếp thì thân thuộc với các bà, các mẹ, với chị em phụ nữ chúng ta. Vì bản thân bếp Việt cũng đang sử dụng cái dòng công tắc nốt vặn này rồi. Có thêm cho chúng ta một cái chiếc lò nướng ở phía dưới nữa. Lò nướng, khay nướng bằng inox, vì nướng bằng inox bên trong nội thất lò nướng này. Lửa bên trên hắt xuống rất là đẹp luôn. Mã số D1 có các tính năng cơ bản. Mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga, là cái giải pháp chống cháy nồi, chống cháy nổ, chống cháy thức ăn hiệu quả. Nhờ vào cái tâm cảm biến chạm đáy nồi, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì tự động nhỏ lửa, trên 250 độ thì tắt lửa khóa ga. Đấy, rất là an toàn luôn các bác ạ. Thương hiệu bếp là Paloma. Thành vách hai bên thì không có cấn móc, không có bóp méo ở đâu, rất là đẹp luôn. Thành vách đây mọi người nha. Đó, hàng xuất sắc luôn. Chiếc bếp D1 em bán chiếc này tương tác đầu live với giá là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng bao ship bảo hành bếp 1 năm và đồng hành kỹ thuật chọn đời bếp luôn ạ. Tiếp tục là hai chiếc bếp tiếp theo vô cùng xuất sắc. Đầu tiên là chiếc bếp D2 đến từ thương hiệu bếp Zinai RTS61. Sau Zinai mặt gãy thì cái phiên bản RTS61 là cái dòng cao cấp được nhiều quý khách hàng yêu thích. Và chiếc bếp này thì có tông màu rất là sang trọng và bắt mắt. Mặt men, mặt kính phía trên ánh kim tuyến màu trắng tinh khôi. Hai vùng nó phía trên, một cái lò nướng ở phía dưới. Ở phía dưới của nó thì cái tông màu là cái tông màu hồng đào, rất là đẹp luôn, khá là sang trọng và nữ tính. Thương hiệu bếp có cái Zinai rồi, có cái khay chứa pin ở bên góc trái này. Một đôi pin đạnh thế này thì nhà em sẽ kèm theo cho các bác khi mà mua bếp để ở trong lò nướng nha. Ngoài tính năng an toàn ra thì còn có các tính năng thông minh. Có phím 3S trợ nhiệt để tắt chế độ cảm biến chống cháy, chiên rán, chiên xào, không bị lửa ngắt. Có chế độ tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động. Có cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160, 180 lên đến 200. Bên này thì sẽ có chế độ nấu cơm, có chế độ nấu cháo và đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu. Cộng là tăng, giảm là trừ, bếp nấu hẹn tối đa được là 90 phút nha. Bên này thì sẽ có đồng hồ hẹn giờ của bếp lò nướng này, lò nướng 2 tầng lửa với các chế độ như là cá hồi, cá zuki, cá phi lê, nướng giòn, nướng vừa, nướng mềm. Để điều chỉnh tầng lửa, điều chỉnh thời gian, rất là tiện lợi luôn. Khay nướng thì bằng inox, vì nướng bằng inox rất là đẹp luôn mọi người ơi, quá chỉ là xuất sắc luôn. Lửa từ bên trên hắt xuống và hai bên hông hắt sang. Hai tầng lửa lò nướng giúp thực phẩm của chúng ta chín đều hơn, vàng giòn ở bên ngoài, mọng nước ở bên trong, không bị khô. Trong quá trình nướng thì không cần phải đảo đi đảo lại nhiều lần. Kiềng bằng inox này, boi chiên lửa bằng hợp kim nhôm. Phía trên thì sẽ có nắp chắn dầu mỡ phía trên để ngăn ngừa tình trạng dầu mỡ nó bắn vào trong họng bếp. Phần trên này là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới này. Chiếc bếp Zinai RTS61 full chức năng, mặt kính rất là đẹp luôn nha. Màu tông màu hồng phấn này, hồng đào. Mã số D2, chiếc này em bán 5.300.000 đồng. 5.300.000 đồng bao ship ạ. Và tiếp theo là mã số D3, thương hiệu bếp Osaka, mặt kính full chức năng. Đấy, chiếc này thì mặt kính phía trên màu đen, mặt kính màu đen sọc caro rất là đẹp luôn này các bác. Mặt kính sọc caro. Đấy, hai vùng nó phía trên, một cái lò nướng ở phía dưới. Họng con này thì đặc biệt hơn, họng con này là họng đúc nguyên khối bằng hợp kim gang ở dưới. Đấy, bo chế lửa thì bằng hợp kim nhôm, phía trên thì sẽ có nắp chắn dầu mỡ phía trên, ngăn ngừa tình trạng dầu mỡ nó bắn vào trong họng bếp làm bẩn cảm biến thì bếp của nó cũng không cho nấu nhá. Dòng này con này thì nội thất nguyên bản, còn zin rất là đẹp luôn. Công tắc phím nhấn đề là công tắc bật bếp này. Đó, test luôn cái cảm biến chống cháy của chiếc này cho các bác xem. Test luôn cái tính năng an toàn của bếp nhá. Thì em có sử dụng một cái nồi nhôm và không có nước ở bên trong. Đây. Hãy ơi, cho cái nồi đấy, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em hai bếp thì em sẽ test cảm biến chống cháy của bếp nhá. Hai bếp thì em sẽ test luôn cái cảm biến chống cháy của bếp và các bác trải nghiệm, các bác trải nghiệm nhá. Đây, em đang sử dụng hai cái nồi nhôm và không có nước ở bên trong, nó rất là mỏng thôi. Lưu ý là cực kỳ mỏng nhá, để test cảm biến chống cháy của bếp này. Các chế độ như là nấu cơm, nấu cháo này, cơm cháo này, đấy, luộc này, hầm này. Đó. Bên này thì sẽ có cài đặt nhiệt độ chiên rán từ 140, 160, 180 lên đến 200. Chế độ tự động nấu nước này,
Nước sôi 5 phút thì tắt và nấu nước tự động. Phím 3S trợ nhiệt thì mình nhấn giữ 3 giây, lửa nó sẽ cháy liên tục và không ngắt để tắt chế độ cảm biến chống cháy của bếp. Hẹn giờ bếp lò nướng này. Nhấn đến khi nào mà số 8 hoặc là số 9 nó hiện lên thì mình mới nhả tay ra nhá. Đây, thời gian của lò nướng thì tối đa được là 15 phút, rất là tiện lợi luôn. Bên này là đồng hồ hẹn giờ của bếp lò nướng này, bếp nấu này. Bên trái, bên phải, đây, trái phải mình hẹn giờ nhá. Rất là tiện lợi luôn đấy các bác. Đây, đặt đến 200 độ thì bếp đã tự động nhỏ lửa rồi. Cảm biến của bếp hoạt động rất là tốt luôn. Lò nướng này, khay nướng bằng inox, vỉ nướng bằng inox. Đó. Mời các bác xem nội thất lò nướng bên trong. Hàng con này chưa dùng. Lò nướng con này chắc là mới dùng được vài lần thôi. Đấy. Hai tầng lửa lò nướng, lửa từ bên trên hất xuống và hai bên hông hất sang. Sáng đẹp. Nó nguyên bản nhưng mà nó còn rất là mới luôn. Đấy. Bếp bên phải đã tự động tắt lửa rồi ạ. Bên phải đã tự động tắt lửa rồi. Bên phải thì lửa to, ba ngọn lửa thì lửa to hơn. Tắt trước thì mình kiểm tra trước nhá. Bên này cũng đã tự động tắt rồi đấy các bác này. Trong khi công tắc bếp còn hoạt động. Trong khi công tắc bếp còn hoạt động nha. Nhưng mà bếp tắt lửa này, kiểm tra xem nó còn ra ga hay không. Đó, đã khóa ga nha. Không còn ra ga nữa rồi. Cảm biến của bếp hoạt động rất là tốt luôn. Chiếc bếp D3 đến từ thương hiệu bếp Osaka. Mẫu này em bán 5.800.000 đồng. 5.800.000 đồng. Giá có bao ship rồi nha. Bảo hành bếp 1 năm. Đã bắn lưới chống chuột cẩn thận rồi. Đấy. Ba chiếc bếp với những cái kiểu dáng và chức năng khác nhau. Mà bác nào mà ưng những mẫu như thế này thì mình chụp lại màn hình, kết nối vào Zalo hoặc là gọi điện cho em theo số điện thoại em ghi ở trên màn hình nhá. Kho bếp nhà em thì tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bác nào ở gần thì mọi người qua nhà em xem hàng, xem bếp trực tiếp. Còn ai ở xa thì nhà em ship hàng miễn phí toàn quốc, có cọc nhẹ để đi đơn ạ. Cọc giúp em vài trăm là cái niềm tin mua hàng và chi phí vận chuyển thôi. Chỗ còn lại thì mình nhận hàng. Test ok thì mình thanh toán shipper là được nhá. Trước khi rời kênh thì các bác ủng hộ cho em một lượt like, ủng hộ cho em một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.